Hôm nay trời nắng quá các bạn ơi. Mình tình cờ gặp cái chiếc xe đá bào chạy ngang cho nên mình kêu chú vô bán cho mình vài ly. Lâu lắm rồi, mười mấy 20 năm mình mới gặp lại chiếc xe đá bào này nè. Đây là quay về thời thơ ấu nha các bạn. Hỏi chiêu ăn màu màu gì thì thành? Chị mấy ly chị? Chú ơi bán nhiêu ly vậy chú? 5.000 hả? Vậy bào cho con 4 ly đi. Để đủ màu cho con nha, cho nó ngon. Ngàn 4 ly. Dạ. Có ăn bé không? Để lại đi, để cho ngon. Đó, mình mua đá bào mình ăn này nghe. Ra lấy nè chị. 4 ly nè. Chú có cho hột é không á, nãy hỏi có cho hột é không? À hột é là ly sao hả? Ê, gớt gớt chú ơi, cầm cầm nó cầm được. Viên ra lấy viên. Rồi xong lại dưới tiền à, lấy tiền đi, không lấy cầm. Rồi đưa chiêu đi rồi ra lấy câu chú bào nè, bào không ly nữa. Đó cho ăn những gì? Vậy là đại đi chú, màu xanh màu gì đó, màu xanh đi. Rồi cô vừa chống đuôi bà nội ra bưng 2 ly này nè, thiệt à. Rồi trả tiền chú chưa, cứ đưa chú đi chú. Dạ.